À, vâng, chỉ sau 90 giây đột nhập, nghi phạm Lê Tâm Hưng đã có thể cướp đi hơn 2 tỷ tại một ngân hàng ở Trà Vinh. Còn trước vài tháng đó, tại Thừa Thiên Huế, một đối tượng đã cướp ngân hàng chỉ trong vòng 17 giây. Vậy thì đâu là lý do khiến cho nơi tưởng như là an ninh tuyệt đối lại bị cướp khá là dễ dàng đến như vậy? Và liệu tài sản mồ hôi nước mắt mà chúng ta gửi gắm nơi các ngân hàng có được an toàn hay không? Tiểu mục Chuyện Tối Nay ngày hôm nay sẽ cùng bàn về chủ đề đang được quan tâm này, cũng như là cách nhận diện tội phạm với khách mời trường quay, đó là Trung tá Đào Trung Hiếu. À, vâng, anh là một chuyên gia tội phạm học đến từ Bộ Công an. Anh cũng đã từng có rất là nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Và trước tiên là rất cảm ơn Trung tá đã đến trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện này thì xin mời quý vị khán giả cùng điểm qua một số vụ cướp ngân hàng được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua. Ngày 26 tháng 4 năm 2017, nghi phạm được xác định là Lê Lâm Hưng, 29 tuổi, cầm khẩu súng ngắn đe dọa, uy hiếp nhân viên ngân hàng của Vietcombank, chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ai chống cự đều bị đối tượng dọa bắn. Do quá hoảng sợ, các nhân viên đã bỏ tiền vào túi sách cho tên cướp. Tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 2,2 tỷ đồng. Sự việc xảy ra chỉ khoảng 1 phút rưỡi. Khẩu súng dùng để cướp là súng giả, được nghi phạm mua hơn một tháng trước với giá 500.000 đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan chức năng, Hưng là kỹ sư làm việc tại công trình trung tâm nhiệt điện Duyên Hải. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3 năm 2017, Phạm Văn Hoàng, 22 tuổi, cầm dao lao vào một ngân hàng Vietinbank trên đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ép nhân viên giao 50 triệu đồng rồi bỏ chạy. Đối tượng được xác định là phạm tội lần đầu, chưa từng có tiền án tiền sự. Còn vào ngày 6 tháng 12 năm 2016, nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm, 29 tuổi, tiến hành cướp ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hắn dí súng khống chế nhiều nhân viên và bắn 4 phát đe dọa, sau đó lấy đi tổng cộng 725 triệu đồng. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 17 giây. À, vâng, thưa Trung tá Đào Trung Hiếu, chúng ta có thể thấy là những ngân hàng mà đã bị cướp trong thời gian vừa qua thì không phải là một, rất là nhiều những ngân hàng khác nhau. Chúng ta có Vietcombank này, Vietinbank này, có BIDV. Những ngân hàng mà chúng ta tưởng là ở đó thì an ninh rất là nghiêm ngặt và không và bất khả xâm phạm, không thể nào mà đột nhập được. Vậy thì có một cái điểm chung gì giữa những ngân hàng này mà tại sao tội phạm lại có thể tiến hành những cái vụ cướp như vậy, có thể nói là rất là dễ dàng? Và theo anh thì đây là do các tội phạm của chúng ta rất là tinh vi hay là do hệ thống an ninh của chúng ta còn lỏng lẻo ạ? Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác ấy, thì chúng tôi xác định là cái nguyên nhân chủ quan, tức là cái sơ hở trong công tác bảo vệ của ngân hàng, chính là một yếu tố tiếp tay cho hành vi phạm tội của các đối tượng. Chúng ta có thể nhận thấy những cái lỗ hổng về mặt an ninh như sau. Trước hết là từ cái nhận thức của những người quản lý, chủ cơ sở và những nhân viên ngân hàng về công tác bảo đảm an ninh tại cơ sở kinh doanh, tại các cái tổ chức tín dụng hoặc là chi nhánh ngân hàng, nó chưa đạt yêu cầu, tức là người ta vẫn còn rất là xem nhẹ các cái nguy cơ tội phạm có thể xảy ra. Chính vì cái sự nhận thức về cái nguy cơ tội phạm ấy nó chưa đạt yêu cầu, dẫn đến cái chuyện là nghĩ rằng tội phạm có thể là sẽ không xảy ra ở mình. Thế và bên cạnh đó thì có rất nhiều các lỗ hổng khác, chẳng hạn như là các cơ sở kinh doanh như vậy theo quy định là phải lắp đặt các hệ thống camera này, hệ thống báo động này, rồi thì kết cấu lại hệ thống kho quỹ, rồi thì bàn cách ly để giữ bộ phận bên ngoài bên trong để chống việc đột nhập. Tuy nhiên thì ở rất nhiều các cái cơ sở, cái việc lắp đặt các hệ thống báo động, hệ thống camera ghi hình mang tính đối phó, tóm lại là có nhưng không sử dụng được, hoặc là để đối phó vì kiểm tra thôi, và bản thân những người nhân viên không biết sử dụng như nào. Cái thứ hai, cái lỗ hổng thứ hai, cái lỗ hổng thứ ba là hết sức chủ quan lơ là trong những thời điểm thấp điểm, chẳng hạn như vào cuối giờ. Chúng ta biết là qua hàng loạt vụ án vừa rồi, đối tượng chỉ gây án vào thời điểm đã ngừng giao dịch và đang chuẩn bị kiểm đếm quỹ vào lúc cuối giờ chiều. Lẽ ra đóng cửa ngăn bên ngoài không cho ai vào nữa, khóa ngay cửa ngoài thì lại vẫn cứ mở tang hoang như vậy và đối tượng nó có cơ hội đột nhập. Cái tư nữa mà hết sức nhức nhối đó là cái vấn nạn về cái chất lượng của công tác bảo vệ. Mặc dù các cái cơ sở ngân hàng ấy đều có những cái hợp đồng với các cái công ty bảo vệ chuyên nghiệp, tuy nhiên cái chất lượng của bảo vệ rất có vấn đề, rất đáng nói, rất đáng báo động.
nhất là người ta không có một cái khả năng đối phó với các tình huống nguy hiểm khi đối mặt tội phạm, trình độ võ thuật cũng không có. Thứ hai là các cái trang thiết bị, công cụ hỗ trợ để phục vụ cho cái việc có thể là khống chế, có thể là chiến đấu lại tội phạm là cũng không có. Và Vâng. cái quan trọng nhất là cái bản lĩnh, nhìn thấy tội phạm hay là bảo vệ bỏ chạy, thế thì gọi bảo vệ coi như có thôi, thực tế ra là người ta không phát huy cái tác dụng trong cái việc bảo đảm cái khối tài sản của ngân hàng Vâng, tức là chúng ta phải thừa nhận là hệ thống bảo vệ của các ngân hàng hiện nay đang rất là lỏng lẻo đúng rất không lỏng ạ? lẻo. À, có một điểm chung mà chúng tôi có nghiên cứu và cũng có nhìn nhận lại về một số những cái vụ cướp ngân hàng trong thời gian gần đây thì thấy là các đối tượng phạm tội thì không phải là những tội phạm chuyên nghiệp mà phần lớn lại đều là những người mà nghiện ngập hoặc là nợ nần và đến đường cùng thì họ phẫn uất và họ buộc phải đi cướp ngân hàng. Vậy thì anh nghĩ sao về cái tình trạng này đang xảy ra nhiều như vậy? Vâng, cái đối tượng gây án cướp thì chủ yếu nó rơi vào cái nhóm chính là đối tượng không nghề nghiệp đấy, hoặc những đối tượng dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá, sử dụng ma túy đấy. Chính vì những cái dính vào các cái tệ nạn xã hội như vậy thì nó mới tạo thành một cái sức ép về mặt tài chính, thúc đẩy đối tượng phải đi cướp để có tiền để trang trải các khoản nợ nần của mình đấy. Và cái thủ đoạn phổ biến của đối tượng gây án ấy thì thường là luôn luôn có một cái sự quan sát cái mục tiêu mà chúng nhắm tới, tâm tia đấy, khảo sát rất kỹ địa hình địa vật, lựa chọn về múi giờ, về mặt thời gian thời điểm và lựa chọn phương án tấn công. Sau khi đã xem xét tất cả các yếu tố, đánh giá tất cả các yếu tố thì đối tượng quyết định gây án. Và khi gây án thì các đối tượng thường là sử dụng các loại hung khí, chẳng hạn như súng, có thể súng quân dụng hoặc súng tự chế, chẳng hạn như trong một số vụ án vừa rồi là súng bắn khí ga hoặc súng bắn đạn bi. Nhưng có vụ ở Huế thì chúng dùng dao thôi. Nhưng tóm lại là chúng phải có hung khí để uy hiếp tinh thần của những nhân viên ngân hàng cũng như bảo vệ. Vâng, Vâng, vâng chị Lan Lê. thưa chúng ta đã chung hiểu là có rất nhiều những cái vụ án cướp ngân hàng, những người vào cướp ngân hàng thì là những người vào giao dịch bình thường, khi mà thấy có những cái kẽ hở, những sơ hở thì mới ra tay. Vậy thì chúng ta làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được, nhận diện được đâu là cái người có ý đồ để cướp ngân hàng, và nếu trong trường hợp mà gặp phải cướp ngân hàng thì những người dân đến ngân hàng giao dịch hay là bảo vệ thì nên làm gì ạ? Vâng, đây là một cái tình huống, tức là khi tội phạm cướp đã xảy ra, thế thì để mà nó là nhận diện trước một đối tượng cướp, chúng ta hãy quan sát này, tất cả các vụ án cướp vừa xảy ra chỉ diễn ra trong một quỹ thời gian cực ngắn, kể cả khi đã nhận biết được cái sự bất thường của một người đến giao dịch, đến ngân hàng thì tội phạm nó có thể xảy ra ngay tức khắc. Do đó cái việc nhận biết trước nó cũng không có nhiều tác dụng để cho cái việc phòng ngừa đâu. Một số đối tượng mặc đeo khẩu trang, đội mũ, xông thẳng vào ngân hàng thì quỹ thời gian nó cực ngắn và tội phạm xảy ra ngay. Thế thì trong những tình huống nguy hiểm mà đã bắt đầu đối mặt với cướp thì những người làm việc tại ngân hàng trước hết phải giữ được cái sự bình tĩnh của mình, cố gắng trấn tĩnh, có thể hít thở sâu, trấn tĩnh và hãy quan sát tình huống. Nếu như đối tượng có từ hai tay trở lên và sử dụng vũ khí nóng, sử dụng súng chẳng hạn, mà mình quan sát rất kỹ nhé, hãy quan sát thật kỹ cái hung khí của đối tượng, nó là súng hay là dao, cái tính chất hung khí nó quan trọng lắm. Thế và khi quan sát mà cảm thấy là cái độ uy hiếp nó ngay tức khắc, nó chĩa súng vào đầu một người nào đó rồi yêu cầu đưa tiền, thì lúc đó giải pháp khôn ngoan là gì? Chấp hành các yêu cầu về tài sản của đối tượng, hãy đưa tiền. Lúc đó ưu tiên bảo vệ số 1 là mạng sống, là sinh mạng con người, còn tiền có thể sau đó điều tra bắt giữ đối tượng như những vụ án vừa xảy ra và chúng ta đã khám phá thu lại tiền, chứ lúc đó không phải là giằng giật với đối tượng và có thể xảy ra hậu quả khôn lường. Tuy nhiên trong những tình huống mà đối tượng cái độ chỉ có một đối tượng này và cái tính chất của sự uy hiếp nó không lớn, chẳng hạn như vụ ở Huế, đối tượng có mỗi con dao phay thế mà cũng ngoan ngoãn đưa tiền thì tôi cho là một cái hành động rất khó hiểu, rồi bảo vệ cũng bỏ chạy chỉ vì một cái con dao như vậy, thì tôi thấy rằng đây là một cái thiếu bản lĩnh. Và với những tình huống như vậy thì ta có rất nhiều cách ứng xử. Ngay lập tức bật chuông báo động, rú còi âm, đối tượng sẽ sợ chạy, tâm lý đối tượng rất sợ bị bắt, ngay không khi vừa đặt vấn đề trong cái là đã bị ấn báo động rồi, thì lập tức mà lúc đó là đã cách ly không thể tấn công vào bàn quầy được, thì lập tức đối tượng sẽ chọn giải pháp bỏ chạy. Và lúc đó là gì, trong những tình huống nếu như bảo vệ ngay tại chỗ không thể khống chế đối tượng, xác định tương quan không thể khống chế được, thì tốt nhất rời ra đường và gọi điện cho lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, gọi điện cho hoặc là hô hoán chi hô, hoặc
thậm chí có thể lẳng lặng bám theo đối tượng sau khi nó rời đi, và trong quá trình đi thì cung cấp thông tin cho lực lượng công an để truy xét theo dấu vết nóng. Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ phải thực hiện những biện pháp như thế nào để bảo vệ được những người đến ngân hàng rồi cũng như là những nhân viên công tác tại ngân hàng? Đây là một vấn đề liên quan đến các cái hàng loạt các cái biện pháp ta cần triển khai để bảo vệ sự an toàn tại các cơ sở ngân hàng. Vì các ngân hàng, các tổ chức tín dụng là những cái địa điểm mà các băng nhóm tội phạm hoặc các đối tượng phạm tội có tính chất manh động hướng đến, vì ở đấy chứa đựng những khối tài sản mà chúng rất thèm muốn. Chính vì vậy, phải ngay từ đầu, cái việc phòng ngừa đầu tiên xuất phát từ nhận thức. Đầu tiên phải nâng cao cái nhận thức, nâng cao nhận thức từ cán bộ quản lý đến nhân viên về cái nguy cơ cướp ngân hàng có thể ra. Sau đó là gì? Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an tại cơ sở trong cái việc thứ nhất là tuyên truyền về phương thức thủ đoạn phạm tội của đối tượng, đưa ra các cái phương án tập huấn trước các cái phương án xảy ra cướp thì ứng xử thế nào, để khi xảy ra thì mọi người đều đã được tập huấn rồi và đều có những cách xử lý khôn ngoan, tránh cái việc là lúc xảy ra mới lúng túng bị động không biết phải làm gì. Thì ngay từ lúc chưa xảy ra hãy tập huấn. Và thứ ba nữa là gì? Kiện toàn bộ hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động, thậm chí ta có thể nối camera của tại phòng giao dịch ngân hàng với công an gần nhất, công an phường. Và riêng về việc thiết kế cái camera thì ngoài cái việc soi xuống phòng xuống quầy giao dịch thì cần phải lắp ở phía trước sảnh, trước cổng, vì một đặc điểm đối tượng trước khi gây án bao giờ cũng lượn lờ qua rất nhiều. Thì nếu như chúng lọt vào camera đấy thì chúng sẽ cơ quan công an sẽ có cái căn cứ để truy xét sau này. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn Trung tá Đào Trung Hiếu đã đến với chương trình của chúng tôi với những cái phân tích và cả những cái lời cảnh báo rất là chính xác như vậy, và cảm ơn anh rất là nhiều.